Rồi các bạn, hôm nay tôi sẽ nói các bạn vấn đề tiếp theo đó là tham mơ. Tham mơ cũng như là counter. Người ta có thể gọi là tham mơ hay counter, thật ra hai khái niệm này như nhau thôi. Tham mơ có nghĩa là bộ định thời gian, counter là bộ đếm. Giống như trong chúng ta học trong kỹ thuật số á, chúng ta đã học kỹ thuật số rồi, ta học các cái mạch đếm rồi. Đúng không? Ta đã học cái mạch đếm rồi, giống như mạch đếm ta thiết kế cái mạch đếm đồng bộ. Mạch đếm bất đồng bộ đúng không? Ta đã học thiết kế rồi. Giống như mạch đếm mod mod 8, mạch đếm mod 16 vân vân. Các kiểu mạch đếm ta đã từng thiết kế rồi. Bây giờ cái mạch đếm đó hay nó nằm riêng lẻ, ta học kỹ thuật số thôi, thiết kế cái mạch đếm riêng lẻ, các IC riêng lẻ. Bây giờ cái mạch đếm này nó tích hợp bên trong công việc xử lý của chúng ta. Cụ thể là tích hợp trong công việc điều khiển. Đây ta đang nói công việc điều khiển là BIT16F887. Ở công viên điều khiển BIT16F87 này, nó bên trong nó tích hợp, đây đây là cái công viên điều khiển nè các bạn thấy ha. Công viên điều khiển BIT16F87 nó bao gồm, chúng ta thấy là bao gồm CPU nè, rồi bộ nhớ ROM nè, bộ nhớ RAM nè, rồi các cái giao tiếp, xuất nhập, giao tiếp xuất nhập, và đặc biệt ha, chúng ta phân biệt vi điều khiển vi xử lý đúng không? Ở đây là vi xử lý nè, đây là nguyên khối này nè là vi điều khiển nè. Vi điều khiển giống như con bit 16F887 của chúng ta, 16F887, đây là con vi điều khiển. Con vi điều khiển bên trong nó có CPU là vi xử lý này, và đồng thời nó có các cái ROM RAM ngoại vi và một số cái ngoại vi, nó tính là một số cái module nó tích hợp, bao gồm là gì các bạn? Bộ mạch dao động nè, rồi timer nè, counter nè, vân vân. Thật ra timer, counter thì cũng là một một thôi, chẳng qua là nó thực hiện cái việc là cái nguồn xung đếm nó ở đâu thì người ta có thể gọi nó là bộ định thời gian hay là bộ đếm sự kiện, nhưng thật ra nó chỉ là một, được chưa? Rồi, chúng ta biết rằng timer là một cái mạch đếm. Chúng ta học kỹ thuật số á, mạch đếm nó gồm các flip flop nối tầng với nhau đúng không? Ví dụ như mạch đếm mod 8 thì nó sẽ đếm từ 0 tới số tối đa là nhiêu bạn? Nhiêu? 7, là 1111, có nghĩa là 3 flip flop đúng không? Có 3 flip flop, 2 mũ 3 là ra mạch đếm mod 8. Thì lúc đó là cái số nhỏ nhất của nó là sẽ là 0 0 0 và số lớn nhất nó đếm tới số tối đa là nhiêu? 1 1 1 đúng không? Khi tới số tối đa mà thêm xung lốc nữa thì sao? Thì nó quay trở về. Như vậy mỗi lần khi nào nó mới giá trị mạch đếm nó tăng lên một khi có xung lốc. Các bạn nhớ không? Khi có xung lốc vào thì giá trị mạch đếm nó mới tăng lên một. Rồi. Ở đây chúng ta khảo sát cái mạch đếm của con cái bộ cái timer của vi điều khiển ha. 16F87. Đây các bạn nhìn nè, các bạn nhìn cái hình vẽ ở đây. Này, hình này. Bản thân trong con vi điều khiển của chúng ta, bản thân vi điều khiển chúng ta muốn nó hoạt động được thì sao bạn? Thì bạn phải có cung cấp cái mạch dao động cho nó, cái mạch dao động cho nó, cái mạch dao động cho nó. Thì chúng ta có dao bản thân bên trong nó là có dao động nội, hoặc là dùng dao động, nó có mạch dao động bên ngoài. Dao động bên ngoài thì có thể là dùng dao động thạch anh. Dao động hạt anh thì nó chia ra là 3 loại: tần số thấp, trung bình, tần số cao hoặc là các tụ vân vân. Thì nói chung là cái dao động ở đây tôi ví dụ là chúng ta có một cái mạch dao động hạt anh bên ngoài là 4m, tôi gắn vô 4m nè, thấy chưa? Cái dao động này nó cung cấp cho vi điều khiển, 4m này nó cung cấp cho vi điều khiển, mà thấy là vô bên trong nó có bộ chia mấy, chia 4. Bởi vậy cấu tạo của con vi điều khiển bit 16F87 chúng ta là như vậy, nhà sản xuất họ thiết kế như vậy. Nghĩa là từ cái mạch dao động đó, giống như bạn gắn 4m nó phải đưa hẳn cái 4m cho CPU chạy đâu, mà nó sẽ chia cho 4. Sau khi chia cho 4 xong cái xung lốc đó mới được gọi là xung lốc chạy tới cho, tôi gọi là FCK đó ha. Cái xung lốc đó mới là đưa tới cho các cái CPU cũng các như các thành phần bên trong của con vi điều khiển hoạt động. Tại sao chia 4? Tại có rất nhiều vấn đề lý do, nhưng mà cái thiết kế tôi nói chung là cái thiết kế con vi điều khiển họ biết là như vậy. Giống như con họ 8051 thì nó là chia cho 12,
Chứ bạn dùng cái họ AVR á, là có cái Arduino á, AVR hiện nay là không chia. Nhớ nha. Ừ. Con này là chia 4. Rồi, ví dụ ở đây chúng ta có cái mạch dao động chia 4, chia 4, mạch dao động chia 4. Sau đó nó sẽ ra cái xung lốc. Cái xung lốc này nó sẽ chạy đến đâu các bạn? Chạy tới CO và đồng thời nó sẽ chạy tới cái bộ hammer. Tôi ví dụ ở đây tôi đang khảo sát một cái bộ hammer của tôi. Hammer của tôi là cái hammer 8 bit. Hammer của tôi là một cái hammer 8 bit. Cái hammer thì bản chất cái hammer bên trong là một cái mạch đếm. Nó sẽ đếm từ một cái giá trị này đó. Mỗi lần có xung lốc lên nó sẽ tăng lên một giá trị, nghĩa là nó sẽ chạy từ một cái giá trị này tới một giá trị nào đó mong muốn của chúng ta. Cái mạch đếm là chúng ta như vậy ha. Rồi. Ở đây chúng ta có thanh ghi hammer, nó sẽ chạy từ cái gì các bạn? Từ một con số A tới gì? Một số A tới một con số B. Như vậy bạn thấy là từ cái xung lốc này nè, mỗi lần có xung lốc đưa vô thì nó sẽ chạy tăng lên một đơn vị, nó sẽ tăng lên một đơn vị, tăng lên một đơn vị, mỗi lần có một xung lốc sẽ tăng lên một đơn vị. Thấy chưa? Như vậy cái việc hammer nó chạy thế này nè, bạn thấy nhanh hay chậm? Nhanh hay chậm? Nhanh không? Nhanh hay chậm là hoàn toàn phụ thuộc vào đâu các bạn? Phụ thuộc vào đâu? Phụ thuộc vào cái tần số, cái dao động thạch anh đây, đúng không? Ví dụ thạch anh đây tôi gắn 4 mê thì nó chạy cái tần số như thế này, chạy 1 mê đúng không? Như vậy nếu mà tôi gắn 20 mê thì nó sẽ chạy cái tần số là 5 mê. Ví dụ tôi gắn 4 mê. Ví dụ trong trường hợp này tôi gắn 4 mê. Tôi gắn 4 mê ở đây thì đây nó chạy 1 mê, có nghĩa là 1 mê. Có nghĩa là trong 1 giây nó có bao nhiêu xung? 1 triệu xung. Bây giờ 1 xung tương ứng là thời gian nhiêu? 1 micro giây. 1 micro giây. Đúng không? Như vậy một xung nó chỉ tương ứng thời gian 1 micro giây thôi. Như vậy là cứ đúng 1 micro giây là hammer nó sẽ gì? Nó sẽ tăng lên một đơn vị. Đúng 1 micro giây hammer nó tăng lên một đơn vị. Như vậy tôi muốn định một cái khoảng thời gian. Ví dụ tôi muốn định một khoảng thời gian, đây là khoảng thời gian của tôi nè. Khoảng thời gian tôi cần định thời gian. Ví dụ tôi cần định một khoảng thời gian là 100 mili giây, 100 micro giây ha. 100 micro giây. Thì tất nhiên là tôi sẽ cần cho hammer này nó đếm tất cả bao nhiêu xung? Phải 100 xung không? Đúng không? Hammer sẽ đếm 100 xung thì tương ứng với 100 micro giây. Như vậy tôi dựa vào số xung hammer đếm được là tôi biết được cái khoảng thời gian trôi qua. Là theo ý tưởng là định thời gian. Như vậy đối với hammer nó sẽ đếm bắt đầu từ một con số, ví dụ như số A mà đếm tới một số B nào đó, đúng cái khoảng thời gian của chúng ta, chúng ta cho nó dừng. Hammer chúng ta là một cái mạch đếm có thể đặt trước số đếm. Tuy nhiên cái số đặt trước này là từ 0 tới cái số gì? Tối đa của mạch đếm. Ví dụ mạch đếm của chúng ta là hammer chúng ta là 8 bit. Hammer 8 bit thì cái giá trị đếm chúng ta bằng từ bao nhiêu bạn? Từ 0 tới nhiêu? 255. Cái số tối đa là 8 số 0, nhỏ nhất là phải 8 số 0 không? Lớn nhất là 8 số 1 không? 8 số 1 phải là 255 không? Đúng không? Như vậy bạn có thể đặt cho hammer nó chạy từ một cái giá trị nào đó nằm trong phạm vi này. Khi tất nhiên tới 255 mà thêm một xung nữa thì nó sẽ gì? Nó quay về không, bị tràn. Lúc đó nó gọi là bị tràn, được chưa? Rồi, như vậy trở lại đây nè. Như vậy trong trường hợp này hammer nó chạy từ A tới B, và cái khoảng thời gian chúng ta đếm được sẽ là bằng số B nè trừ cho A, đơn vị là micro giây. Với cái tốc độ chạy của hammer như một con chó. Như một con chó. Chó chạy nhanh hay chậm? Nhanh hay chậm thì tương đối. Tương đối. Bây giờ thật ra rất là nhanh. Bởi vì nếu cái đơn vị chúng ta định thời gian là micro giây, bạn thấy là cứ một xung là một micro giây. Nó chạy hết tới hammer, tối đa nguyên hammer nó chạy hết thì cũng được nhiều. Con chó nó chạy từ số nhỏ nhất nó từ 0 tới 255 đi thì cũng có 255 micro giây. Với trường hợp hạt anh là 4 mê. Còn bây giờ đôi lúc bạn hiểu không? Có những trường hợp chúng ta cần nhanh. Có những trường hợp không cần nhanh. Ví dụ như bạn nhanh mà đối tác bạn cần chậm thì mình đâu có thể nhanh được. Đúng không? Bình thường. Bởi vì có nghĩa là phụ thuộc vào gì? Cái đối tượng của chúng ta giao tiếp.
Ví dụ như các cái đối tượng bạn giao tiếp á, bạn giao tiếp với một cái đối tượng vi xử lý khác hoặc là một cái cảm biến ADC đó, tốc độ nhanh, nó đọc ra nhanh, thì lúc đó cái vi xử lý mình cần phải xử lý nhanh. Nhưng mà nếu bạn đang giao tiếp, tôi ví dụ như bạn điều khiển, người ta yêu cầu bạn điều khiển cái bóng đèn, người ta yêu cầu là trong một phút nó mở lên, nó sáng lên, rồi sau đó một phút sau nó tắt đi, như vậy thời gian mình thấy là nó rất là chậm. Như vậy rõ ràng trong này là nó chạy hết Hummer có được 250 micro giây thôi, mà kia một phút lận mình thấy là sao so với cái thời gian mình là lúc này là gì, nó quá chậm. Đối tác nó cần chậm, quá chậm, mình nhanh quá thì sao? Tôi là chưa đi chợ nó hết tiền, đúng không? Không đạt yêu cầu. Như vậy chúng ta tùy trường hợp các bạn ha. Tùy trường hợp. Rồi, nhưng mình ở đây như vậy, bây giờ chúng ta muốn chậm hơn thì sao? Bây giờ đụng cái đối tác chậm mà anh ta nhanh thì sao? Đụng đối tác chậm mà anh ta nhanh quá thì giờ ta phải chậm lại, đúng không? Chậm lại bằng cách nào? Chậm lại bằng cách nào? Tìm cái cách để câu thời gian, đúng không? Phải trong đầu mình cho nó làm cái việc gì đó để cho mình cho nó chậm lại. Ở đây là gì? Ở đây các bạn thấy là nó dùng một cái bộ chia. Thay vì giờ cái đây nè, bạn thấy đây là rescaler là bộ chia trước. Có nghĩa là thay vì cái xung nè, ở đây vô đây là một mê, đúng không? Một mê hay đưa hẳn vô Hummer, đúng không? Hummer chạy không? Không một mê, bây giờ tôi qua một cái mạch gọi là mạch chia trước. Chia đi. Ví dụ ở đây là khi ở đây được 8 xung thì bên đây nó mới, ví dụ 8 xung như thế này nè, thì bên đây mới là tương ứng với một xung thôi. Chia ra. Chia thêm một lần nữa. Như vậy là, hoặc là thật ra cái bộ chia đối với thằng Hummer, ví dụ như Hummer 0 chẳng hạn, đối với Hummer 0 thì cái bộ chia của nó cái giá trị tối đa là 256 luôn. Như vậy là 256 xung thì bên đây mới một xung. Như vậy nó có thể là kéo dài thời gian được bao nhiêu lần? Nó chậm hơn bao nhiêu lần? Có thể là 256 lần. Như vậy nó có nhiều hệ số chia 1, hệ số chia 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Đó là các hệ số chia của thằng Hummer không. Như vậy tương ứng các hệ số chia đó, có nghĩa là bạn giảm đi. Như vậy bạn thấy là sao? Trong trường hợp này, sau khi qua cái bộ chia trước này thì chúng ta thấy làm sao? Cái tốc độ chạy của Hummer chúng ta như thế nào rồi? Hồi nãy là như một con chó, bây giờ như một con gì? Như một con rùa. Chậm lại rồi, chia rồi, bắt đầu chậm rồi rồi. Đúng không? Bắt đầu chậm lại rồi. Như vậy cái thời gian của bạn, tổng thời gian của bạn đếm được là bao nhiêu? Tổng thời gian của mình đếm được từ khi mình chạy từ một số A tới số B này, thì cái thời gian của mình đã định thời gian là bao nhiêu? Phải là bằng B trừ A nhân với hệ số chia đằng trước là N không? Đúng không? Tùy theo phía trước này N bạn chia là bao nhiêu, thì tùy theo trước là mình chia N bao nhiêu, thì ở đây mình sẽ gì? Mình nhân N bấy nhiêu thì sẽ ra được cái thời gian của chúng ta. Hiểu chưa? Như vậy là thời gian lúc này mình đã chậm đây chưa? Chậm đây rồi. Tuy nhiên tôi gặp một cái đối tác này, tôi đã chậm lại 250 mấy lần rồi, tôi đã cố gắng hết mức rồi, nhưng mà đối tác vẫn thấy sao? Vẫn thấy tôi nhanh quá. Anh ơi, chậm nữa, lâu hơn nữa thì sao? Ta chia nữa, nhưng mà chia trước nó bao nhiêu đó thôi, tối đa là bao nhiêu đó thôi. Bây giờ người ta phải áp thêm bộ chia gì? Chia sao? Này, người ta phải áp thêm một bộ chia sao vô nữa. Thường cái bộ nè, giống như nó chạy từ đây nè, chia trước nè, chia trước xong đúng không? Chạy từ số A tới số B, khi nó chạy tới số B rồi, có nghĩa là tới số chia trước đây nè, ở tầng đây nó áp thêm một cái gọi là cái hệ số chia sao đây nữa. Mỗi lần nó chạy từ A tới B thì nó mới kích hàng C tăng lên 1. Có nghĩa là sau khi chia N xong, rồi nó chạy từ A tới B, nó chạy xong rồi đó, tới B rồi thì nó mới kích cho hàng C tăng lên 1. Như vậy cái giá trị cuối cùng mình tác động sẽ là hàng gì? Là C, đúng không? Như vậy rõ ràng là nó, cái hệ số của chúng ta là gì? Nè, ví dụ như cái số chúng ta đếm được tối đa là từ 0 tới 255, đúng không? Thì đây nó sẽ là 0 tới 255, có nghĩa là đếm được 256 xung. Như vậy lấy 256 mà nó nhân cho C,
đúng không? Rồi nó cộng cho gì? B trừ E, tất cả này nhân cho N. Vậy cái hammer chúng ta đếm lúc này là sẽ trở nên là gì bạn? Siêu chậm. Nó giống như một con rùa, à, ốc sên. Hồi nãy là như một con rùa, bây giờ giống như một con ốc sên vậy, rất là chậm. Như vậy chúng ta muốn nó chậm hay nhanh thì chúng ta tùy theo trường hợp chúng ta sử dụng cái hệ số chia trước hay không, hoặc là sử dụng cái hệ số chia sau hay không. Trong các hammer, không phải trong tất cả các hammer ha, đối với, nhắc lại chúng ta đây, con vi điều khiển chúng ta đang dùng là con bit màu 6887. Con này nó có 3 hammer. Hammer 0 là hammer 8 bit, hammer 1 là hammer 16 bit, hammer 2 là hammer 8 bit. Nó chỉ có 3 hammer đó thôi. Tuy nhiên trong cái 3 hammer này, hammer 0 là cái hammer có hệ số chia trước, và cái có hệ số chia trước và hệ số chia nó rất là đa dạng, là từ, rất là phong phú, là từ 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, và không có hệ số chia sau. Còn hammer 1 là hammer 16 bit, có nghĩa là cái khoảng thời gian đếm được nhiều hơn. Hammer 16 bit có nghĩa là thì nó đếm từ 0 tới số tối đa của nó là 16 số 1. 16 số 1 có nghĩa là 65.535. Từ 0 tới 65.535. Số khá lớn. Và nó có cái hệ số chia trước. Có cái hệ số chia trước nhưng mà ít hơn. Ít hơn 1 4 8 16. Hay là ví dụ vậy, hay là tôi còn cụ thể hơn lát nữa tôi sẽ xem ở dưới này ha. Như tôi quên là 1 4 1 2 4 8, hay như là vậy, hay là 1 4 16 1 4 8 16 gì đó. Rồi lát nữa chúng ta sẽ xem cái đó lại. Rồi, nó không có hệ số chia sao. Còn đối với hammer, còn đối với thằng hammer 2, hammer 2 là hammer 8 bit, hammer 2 là hammer 8 bit ha. Hammer 2 là hammer 8 bit. Đối với hammer 2 thì nó cũng ít hệ số chia. Ít hệ số chia, chỉ có 4 hệ số chia thôi. Và nhưng mà hammer 2 được cái là nó có nó có hệ số chia sao. Rồi. Đây là đây. Đây là cấu tạo của thằng hammer. Đây là cấu tạo của hammer. Nhìn vô cái hình này các bạn hiểu gì không? Sao không hiểu được? Đối với dân kỹ thuật, đặc biệt là dân điện tử chúng ta, có thể nhìn chữ chúng ta không biết, chúng ta nhìn hình là chúng ta phải biết, đúng không? Đối với bản thân các bạn giờ lên mạng vậy, mình search ra, mình đọc chữ mình khó hiểu, tiếng Anh, tiếng này, tiếng nọ, tiếng Nga, nhưng mình nhìn hình cái là mình hiểu ngay được cái vấn đề. Đây là gì? Đây là cái hammer 1 nè, thấy chưa? Hammer 1 là hành ghi hammer 1. Ví dụ đây là tôi đang vẽ cái sơ đồ khó của thằng hammer 1 nha. Đây là sơ đồ khó của thằng hammer 1. Bây giờ tôi sẽ lấy thằng hammer 1 làm ví dụ để giải thích. Được chưa? Tôi lấy thằng hammer 1 ra làm ví dụ để tôi giải thích. Con này hammer 1 nè, thì nó là 16 bit thì nó sẽ gồm hai cái hành ghi. Bởi vì video khiển bạn là con 16887 là mấy bit? 8 bit thôi. 8 bit mà nó để mà nó chứa một giá trị 16 bit nó phải cần hai hành ghi. T, R, M. 1 có nghĩa là viết tắt của từ hammer 1. H có nghĩa là bay cao, L là bay thấp. 2 lô. Có nghĩa là cái hành ghi này 16 bit chứa giá trị thì nó sẽ tách thành hai cái hành ghi. Một hành ghi 8 bit cao, một hành ghi 8 bit thấp. Được chưa? Khi nó đếm tới giá trị tối nhỏ nhất của nó là từ 0000 đúng không các bạn? Tới số tối đa là 65.535, thêm một xung nữa thì nó bị tràn thì cái nó sẽ có một cái bit gọi là T hammer 1 IF. IF là viết tắt của từ gì các bạn? IF là gì? Là IF là viết tắt của từ interrupt flash là cờ ngắt. Cờ ngắt. Khi mà nó bị tràn thì cờ nó sẽ được đưa lên 1. Mỗi một hammer nó có một cái cờ để báo hiệu tràn. Khi mà mình đếm tới giá trị nhỏ nhất tới giá trị lớn nhất, rồi thêm một xu vô nữa thì sao? Bị tràn, tràn thì cờ nó sẽ được đưa lên 1. Và nhớ cờ bình thường, giả sử bình thường mới vô mình xóa nó về không, nhưng mà bị tràn là tự động cờ đưa lên 1. Mà cờ đưa lên 1 và nó có tự động xuống không? Cái cờ này quan trọng lắm. Mấy mốt mình học mình sẽ xử lý cái cờ này trong ngắt. Cờ nó đưa lên 1, không tự động. Nó chỉ cờ đưa lên 1, nó chỉ xuống khi nào? Khi, đây là cờ ngắt, nó chỉ xuống khi nó thỏa mãn, có nghĩa là ngắt được xảy ra.
ngắt tham mơ một được xảy ra. Khi bạn viết một chương trình ngắt mà ngắt tham mơ một được xảy ra, có nghĩa là thỏa mãn là tự động nó xuống. Còn nếu không, bạn phải cưỡng chế nó, ép buộc nó xuống, đè nó xuống bằng cách là dùng một cái lệnh xóa nó. Ép buộc nó xuống có nghĩa là tự giờ cỡ lên rồi, thì giờ anh muốn xuống chỉ có hai trường hợp thôi, hoặc là anh phải ép buộc đè nó xuống dùng lệnh, hoặc là anh phải cho nó thỏa mãn bằng cách đây là cần ngắt. Thì khi nào ngắt xảy ra có nghĩa là thỏa mãn thì nó tự động xuống. Đây là cái hammer ha, đây là thanh bộ đếm giá trị hammer. Nó qua là bạn thấy trước nè, đây là cái bộ để nó đồng bộ với xung lốc bên trong nè. Đây là cái hệ số chia nè, đây trở lại đây hammer một nè, nãy tôi nói nè có bao nhiêu hệ số chia, có 4 đúng không, 1 nè, 2, 4, 8. Hammer 0 thì rất nhiều hệ số chia, còn hammer 1 nó chỉ có 1, 2, 4, 8 thôi. Rồi cái hammer nó có hai cái chỗ, đây mới lưu ý nè, nó có hai chỗ để người ta lấy cái nguồn xung lốc. Nếu như bạn lấy cái nguồn xung lốc từ bên trong, giống như bản thân bên trong con vi điều khiển nè, hồi nãy tôi nói là cái nguồn xung lốc nội á, nghĩa là từ cái dao động hạch anh bạn đưa tới á, đây là từ cái dao động hạch anh bạn đưa tới. Nếu nguồn xung lốc từ cái dao động hạch anh đưa tới đưa vô hammer, cái nguồn dao động từ xung lốc hạch anh đưa tới là một cái nguồn dao động rất là chuẩn. Chuẩn có nghĩa là nó không có thay đổi theo thời gian, ví dụ một bán 1 mê 8 mê nó chạy đều như vậy. Như vậy mình đếm được bao nhiêu xu, mình tương ứng mình nhân ra, mình ra được cái giá trị thời gian mình đã trôi qua. Như vậy khi hammer mà chọn nguồn xung lốc từ cái dao động, chính là cái nguồn xung lốc từ cái dao động của con vi điều khiển á, hoặc sử dụng á, tôi gọi là nguồn xung lốc, nguồn xung nội á, thì lúc đó nguồn xung nội thì lúc đó hammer đó sẽ hoạt động ở chế độ là định thời gian, nghĩa là tương ứng với bao nhiêu con số nó đếm được thì mình nhân ra là thời gian trôi qua là bao nhiêu mình biết. Còn nếu như cái hammer đó, đây nè bạn thấy có công tắc không, đây là công tắc đúng không, nếu như công tắc nó bật xuống đây nè thì coi như là chạy chế độ định thời gian. Còn nếu công tắc nó xóa đi mà nó chuyển lên phía trên, hay chưa, nó chuyển lên phía trên nó chạy theo đường này, nó chuyển lên phía trên mà nó chạy theo đường này nè. Ở đây mình có một chân công vi điều khiển, có một chân là T1CKI. T1 nghĩa là hammer 1, CK nghĩa là xung lốc á. Mình học giống như xung lốc CK á. Lốc á là dưới đất từ lốc á. Y là input, có nghĩa là đây là gì? Cái ngõ vào xung lốc của thằng hammer 1. Nếu ở đây, nếu mình chọn nguồn xung lốc từ cái thằng này thì lúc đó thằng hammer 1 sẽ đóng vai trò là bộ counter, có nghĩa là đếm sự kiện. Đếm sự kiện hồi nãy đó, nếu mình lấy cái nguồn xung ở bên trong này nó đếm bao nhiêu xung thì mình biết được khoảng thời gian, thì tôi gọi là timer, là định thời gian, bởi vì xung bên trong nó chuẩn, hiểu không? Giống như thật ra cái đồng hồ bạn đeo thì cũng là một cái mạch đếm cái nguồn xung chuẩn, đúng không? Bây giờ đúng một giây thì nó đếm một giá trị, thì mình biết một giây trôi qua mình đeo đồng hồ đó, nếu mà cái nguồn xung đó nó chuẩn thì nó là mình đang đếm thời gian, được chưa? Còn nếu mà cái nguồn xung mình tôi chọn từ bên ngoài nè, con vi điều khiển nó có chân này nè, nó có một cái chân là T1 nè, ví dụ như hammer 1 có chân là T1CKI nè. Ở trên cái chân này tôi gắn một cái sensor vô đây, sensor có nhiều vấn đề, ví dụ như tôi sensor này tôi phát hiện cái sản phẩm trên cái dây chuyền tôi đặt như thế này, mỗi lần có một sản phẩm đi qua là nó sẽ tác động vô cái sensor này tạo ra một xung, được chưa? Mỗi lần có sản phẩm đi qua thì sensor này tạo ra một xung lốc như thế này, ví dụ tôi lấy cạnh lên, được chưa? Như vậy trong trường hợp này tôi đọc cái giá trị hammer, có nghĩa là tôi đọc mỗi ban đầu cho hammer bằng 0 chẳng hạn, mỗi lần một cái sản phẩm chạy qua sensor nó phát hiện nó tạo một xung, cái xung này sẽ được chạy ào vô thằng hammer, nó chạy tự động và hammer tự động tăng lên một giá trị. Các bạn hiểu rằng đối với cái hammer này, cái nguồn này nè, mình cho hammer nó chạy và tự động khi có sản phẩm qua là tự động hammer nó sẽ tăng lên, mình không có lập trình gì hết, mình lập trình mình cho thiết lập cấu hình thôi. Còn khi mình đã cấu hình xong là cứ có sản phẩm đi qua tự động hammer nó xung nó chạy ào tới cái bên trong của thằng hammer và giá trị tự động tăng lên. Lúc đó vi điều khiển bạn đi làm công việc A, việc B, việc C gì đó, bạn không cần phải ngồi đó mình coi có sản phẩm tới hay không, nhưng mà mỗi lần sản phẩm đi qua là tự động hammer tăng lên,
Bạn hiểu không? Như vậy chúng ta sẽ hình thành làm được một cái mạch. Lúc này là cái mạch, lúc này hammer, mà lúc này mình lấy cái xung từ ở bên ngoài, cái chân T0, T, cái thằng T1 CKI này đúng không? Là ngõ vào hammer từ bên ngoài, từ một cảm biến bên ngoài mình đưa vô. Thì lúc này cái hammer chúng ta sẽ hoạt động ở chế độ là counter, là đếm cái sự kiện. Đếm sự kiện. Được chưa? Thay vì tôi đếm cái sản phẩm, bây giờ tôi không đếm sản phẩm. Ví dụ tôi muốn đo tốc độ động cơ, làm sao mà đo tốc độ động cơ được? Đó, ví dụ trên cái trục động cơ quay, và tôi đục một cái lỗ, đục nhiều lỗ, và bên đây tôi cũng đặt bên một mạch phát thu hồng ngoại, mỗi lần động cơ nó quay một vòng là đây ánh sáng nó qua bên này, nên đọc mỗi lần nó quay qua một cái nó tạo một xung. Ví dụ nó quay một vòng thì nó lệch một cái lỗ khoét của tôi, bên đây tạo một xung. Giống như trên cái đĩa tôi đục 200 xung chẳng hạn, 200 lỗ, thì bây giờ cái động cơ nó quay một vòng, cái đĩa nó quay một vòng đúng không? Thì ví dụ thì lúc đó nó sẽ tạo 200 xung. Như vậy tôi đếm được 200 xung, tôi biết được là động cơ nó quay được một vòng. Hiểu không bạn? Như vậy tôi đếm được bao nhiêu xung, cộng với là cái khoảng thời gian tôi, ví dụ như tôi trong một giây, trong một phút tôi đếm được bao nhiêu xung, thì tôi chia ra thì tôi biết được trong một phút nó chạy bao nhiêu vòng, thì chia được tốc độ động cơ là số vòng trên phút. Đó là phút. Hoặc là chúng ta đo tần số, ta muốn đo tần số một xung, ta lập trình bằng sao, thì đây cũng là một cách đưa vào hammer để ta đo tần số, dò tần số. Hammer ứng dụng rất là nhiều. Ta học vi xử lý mà bạn thấy là hầu như cái hammer là cái lúc nào mà lập trình mình cũng sẽ dùng tới nó. Mà cái hammer tôi đang nói đây là hammer của con BIT 1687 này, là cái hammer siêu dễ. Có những hammer siêu to, siêu khổng lồ, cực kỳ phức tạp, rất nhiều chức năng. Anh hiểu là vậy. Riêng đối với con hammer, con vi điều khiển BIT này là siêu dễ rồi đó. Và tôi đang nói đây cái vấn đề là nó dễ đó. Rất là dễ. Như vậy, trước tiên tôi nhắc lại hammer. Ôm lại nha. Nè, chốt lại cho chúng ta. Hammer chúng ta nó sẽ có hai. Đây là hammer, là cái mạch đếm nè, đúng không? Hammer 1 là 16 bit, hammer 0 là 8 bit. Nó chẳng là một cái mạch đếm thôi. Như vậy, nó sẽ đếm từ giá trị chúng ta, giá trị nhỏ nhất là 0. Hiển nhiên chúng ta có thể cho nó đếm từ một cái giá trị đặt trước, bạn có quyền đặt trước cho nó. Và mỗi lần có xung vô thì nó chỉ tăng lên một đơn vị. Đối với hammer thì có mạch chia trước, mạch chia sau. Đối với riêng hammer 1 tôi đang phân tích thì chỉ có mạch chia trước. Hammer nó có hai chế độ hoạt động. Nếu như chúng ta chọn nguồn xung lốc là nguồn xung dao động cho vi điều khiển luôn, thì lúc đó là cái nguồn xung đó rất là chuẩn. Thì ta đếm được bao nhiêu cái xung cho qua là tôi biết được cái khoảng thời gian cho qua. Đó là lúc đó hammer hoạt động ở chế độ là định thời gian. Còn nếu mà hammer mà tôi dùng nó, nghĩa là lấy cái nguồn xung từ ở bên ngoài đưa vào, nguồn xung từ bên ngoài đưa vào, thì lúc đó tôi đếm các sự kiện ở bên ngoài, có thể là số sản phẩm đi qua, số người đi qua, số xung của một cái vòng động cơ, hay là tôi đo tôi dùng để đo số xung, xác định tần số cho một số xung cho một giây, vân vân. Thì lúc đó hammer hoạt động ở chế độ là counter, là đếm sự kiện. Vậy thật ra nó là một, counter hay hammer thì nó cũng là một thôi, chẳng qua là cái nguồn xung chúng ta lấy là nó khác nhau, rõ không? Riêng đối với hammer 1 này, hammer 1 này nó sẽ có hai chế độ hoạt động, ba chế độ hoạt động. Bây giờ chế độ tôi mới nói các bạn là chế độ hammer á, đây là chế độ hammer, đây là chế độ hammer nè. Tới chế độ hammer nó bỏ hết đi kia, thấy không? Là cái nguồn xung lốc từ cái chỉ mỗi cái thằng mình quên hết mấy thằng khác đi. Tôi vẽ là cái mạch mới là xóa hết thằng khác, chỉ có mỗi cái dao động thôi đúng không? Đưa vô xung lốc, đưa vô có thể qua cái bộ chia, đưa hammer để nó đếm tăng lên thôi. Và khi đếm tràn thì cái cờ này đưa lên 1. Rồi, hammer ở chế độ tiếp theo nữa là chế độ hồi nãy tôi cũng mới nói phân tích cho bạn là chế độ gì? Chế độ counter. Có nghĩa là nó đếm cái nguồn xung từ bên ngoài lúc đó, bạn thấy không? Cái dao động bên trong nó mờ đi, nó xóa đi hết nè. Cái nguồn xung lốc nó chạy nó tính từ đâu? Tính từ cái thằng trên cái chân là T1 CKI nè, nó đưa vô, thấy chưa?
Nó đưa vô hammer để điểm. Vậy còn một cái chế độ nữa, chế độ là trong sách nó không có nói. Tôi sẽ nói ở đây. Chế độ tiếp theo, chế độ này rất là hay, nghĩa là hammer hoạt động ở chế độ dao động. Hammer 1 hoạt động chế độ dao động. Ở chế độ này nè. Để tôi thu nhỏ cái này lại ha. Đây, hammer 1 hoạt động ở chế độ bộ dao động nè. Đây, cái công suất tiêu thụ của vi điều khiển sẽ được giảm ở mức độ là gì? Mức độ là gì các bạn? Thấp nhất. Thấy chưa? Ở chế độ ngủ, khi có nghĩa là trong một số trường hợp mình lập trình cho vi điều khiển để tiết kiệm năng lượng á, mình chuyển cho con vi điều khiển mình vào chế độ ngủ. Khi vi điều khiển mình ở chế độ ngủ á thì nó sẽ làm sao? Ở chế độ ngủ thì nó bị gì, nó sao các bạn? Nó sẽ stop gì? Nó sẽ stop bất kỳ cái bộ dao động, có nghĩa là bản thân cái dao động cho con vi điều khiển nó cũng stop luôn. Như vậy lúc này hammer nó cũng sẽ gì các bạn? Hammer nó cũng sẽ bị gì? Sẽ bị dừng hoạt động luôn đúng không? Nó bị dừng hoạt động luôn. Như vậy vấn đề là khi đó là nó dừng hoạt động luôn, tất cả dừng hoạt động để tiết kiệm năng lượng. Bây giờ là mình muốn là ví dụ như mình cho vi điều khiển mình ngủ. Ngủ bao lâu? Ví dụ mình cho nó ngủ là khoảng là một vài giây thì hay là một vài phút gì đó nó được đánh thức vậy. Thì lấy gì để đánh thức nó? Ví dụ như đây. Ở đây nó đây nè. Ở đây nó sẽ dùng cái thằng timer này lập trình để đánh thức nó tương ứng một khoảng thời gian. Có nghĩa là dùng cái thằng timer 1 này để đánh thức. Đó. Nhưng mà bạn hiểu rằng là lúc con vi điều khiển nó ngủ thì cái bộ dao động của con vi điều khiển của mình nó cũng bị gì? Bị ngưng rồi, thì thằng timer 1 nó còn chạy nữa. Hiểu không? Thì lúc đó timer 1 giống như mình nói là vi điều khiển mình để tiết kiệm năng lượng, cứ nó ngủ 1 phút rồi sau nó thức dậy nó làm việc xong rồi nó ngủ. Giống như ngủ đông vậy đó. Thức dậy kiểm tra coi đèn này có sáng, đèn kia tắt vậy, làm điều khiển xong rồi đi vào chế độ ngủ, khi nó ngủ nó tắt hết đi để nó tiết kiệm năng lượng. Bạn thấy có những cái thiết bị người ta lập trình nó xài thật lâu hết pin nhờ chế độ ngủ đó. Chứ lúc nào nó cũng thức thì năng lượng đâu mà còn. Đúng không? Nhưng mà đặt cái vấn đề là khi nó ngủ thì sao? Cái bộ dao động nó cũng gì? Nó cũng tắt. Vậy làm sao nó đánh thức được? Làm sao nó biết hammer nó định được đúng khoảng thời gian bao nhiêu mà để nó thức được? Làm sao đây? Nè, bộ dao động nó ngủ rồi. Lúc đó hammer 1 sẽ hoạt động ở chế độ gì? Bản thân hammer 1 nó sẽ gắn ở đây một cái hạch anh, hai cái chân này nè. Hai cái chân là T1 oscillator 0, T1 oscillator 1, nghĩa là nó có hai cái chân này. Và lúc đó nó sẽ gắn hai cái chân này nè. Một cái tụ hạch anh vô hai chân này. Cái tụ hạch anh nó gắn ở đây là tụ hạch anh hoặc 32768. 32768 nè. Cái tụ này chuyên dùng để gắn cho các đồng hồ á, đồng hồ điện tử nó gắn vô hai chân này. Lúc đó mình sẽ thiết lập cái hammer màu này hoạt động ở chế độ là sử dụng cái dao động riêng của nó. Bạn hiểu không? Ví dụ như bao nhiêu giây thì nó ngắt, đủ bao nhiêu giây thì nó ngắt con vi điều khiển một lần, làm cho vi điều khiển thức dậy để chạy tiếp. Chạy xong rồi khi vi điều khiển nó ngủ đi, thằng này cứ đúng bao nhiêu giây nó đánh thức vì nó chọc vi điều khiển một lần, CO một lần, CO thức dậy để làm việc gì đó, rồi sau nó lại ngủ. Chế độ này rất là hay, hay lắm. Mà hầu như là các bạn ở đây trong sách nó cũng không có nói, và các bạn lập trình bình thường các bạn cũng không dùng, nhưng các bạn đi làm bắt buộc phải dùng. Tại vì khi bạn làm trong chế độ chuyên nghiệp, đặc biệt là các nguồn di động á, trong thiết bị di động á, mà nguồn là pin á, thì cần phải tiết kiệm, siêu tiết kiệm năng lượng. Thì mình làm gì xong mình phải ngủ, ngủ để bảo toàn năng lượng. Giống như bạn thức thì năng lượng đâu chịu nổi. Giống như bạn thấy con gấu bắt cực làm sao để nó qua được mùa đông giá lạnh, ăn xong đi ngủ chứ, không cần thiết là đi ngủ chứ, đúng không? Ngủ mới tiết kiệm được năng lượng. Với điều kiện cũng vậy. Như vậy ở đây là tôi đã giải hết cho các bạn các cái chế độ, ba cái chế độ rồi đó của thằng timer 1 về lý thuyết. Còn về thực tế, về cái lý thuyết này các bạn đọc thêm trong sách. Còn thực tế á, có cái gì chúng ta làm nó như thế nào, sử dụng như thế nào, thì tôi sẽ có một cái video tiếp theo để mà hướng dẫn sử dụng. Giống như timer 1 ta dùng cái hàm gì, lập trình nó trong CCS, PC vân vân. Việc sử dụng nó đơn giản hơn là việc hiểu nó. Rồi.